Chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Ngày mai là nhà của mình có làm tổ chức birthday cho đứa em trai là ca sĩ Thiên Tôn với anh hai, anh Nguyễn Vũ. Hôm nay mình sẽ trổ tài nấu nướng. Mình sẽ lên chia sẻ với cả nhà món sườn bò đại hàng nha. Ướp theo kiểu đại hàng luôn đó. Thì để làm món sườn bò đại hàng thì hôm nay mình có chuẩn bị 10 pound sườn bò đại hàng rồi nè. Đó, mình mới rửa, ngâm muối rửa sạch sẽ rồi chậm khô để ra một cái rổ nè. Đây là 10 pound nha. Đó, miếng thịt đại bò nó vậy nè. Đó. Rồi, đây là 10 pound. Rồi mình sẽ có trái lê đó, trái lê của đại hàng đó. Mình sẽ có hai trái lê lớn nè của đại hàng nè. Rồi mình sẽ sử dụng hai trái kiwi mà yellow nha, nó là ngọt á, yellow kiwi á. Rồi một củ hành tây, một củ tỏi, một bó hành lá. Rồi gia vị thì mình sẽ cần có nước tương, dầu mè, hạt mè, muối, đường, hạt nêm. Và nếu như có thích ăn cay thì mình sẽ cho cái tương ớt. Tương ớt này nè, sriracha nè, hiệu con gà nè, tương ớt ăn phở đó, mình sẽ cho thêm vào thì nó sẽ ngon và đẹp và hơi cay cay trong đó. Còn nếu không ăn cay được, có con nít thì không cho vào. Với một ít tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiến hành. Mình sẽ đi xay nhỏ tỏi, củ hành, cộng hành lá, trái lê và trái kiwi. Mình sẽ xay nhuyễn ra, mình chóp nhuyễn ra, rồi mình sẽ cho gia vị vào ướp, rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp. Rồi tất cả những cái loại củ quả hôm nay mình sẽ sử dụng cái máy, tại nó nhiều quá cho nên mình sẽ lấy cái máy xay sinh tố đó. Mình sẽ cái blender mình sẽ xay nó lên, mà hãy xay bằng máy đó thì mình cần phải có nước, không thôi nó cháy máy. Thì mình sẽ nước tương thì sợ nó không đủ cái lượng nước, mình sẽ sử dụng nước nhưng mà mình sẽ không lấy nước lạnh mà mình sẽ sử dụng cái apple juice này nè. Đó, mình có một cái chai nhỏ apple juice nè, mình sẽ sử dụng cái nước này để mình ướp vào đó luôn. Cũng sẽ rất là ngon. Và những cái loại trái cây và nước apple juice và trái lê với lại trái kiwi này nè, nó có tác dụng là làm cho cái thịt nó mềm á. Nướng là nó mềm cái thịt chứ nó không có bị dai cứng và nó rất là thơm, ngon. Rồi mình sẽ đi xay nha, tiến hành xay hết mấy cái củ này với cái nước apple juice này. Rồi mình sẽ quay lại chị cách ướp nha. Đây là trái lê, trái kiwi, rồi hành, tỏi, rồi mình đã cắt nhỏ ra nè. Mình bỏ vô cái máy sinh tố nè, với lại một cái hũ nhỏ nước apple juice á. Giờ mình bắt đầu xay nè. Mình sẽ bấm nút nhỏ trước. Như vậy là xong rồi đó. Mình sẽ đổ ra rồi mình sẽ bắt đầu tiến hành bỏ nước tương, bỏ gia vị vào nha. Rồi sau khi mình đã chuẩn bị xong mọi thứ thì đây, mình để thịt qua bên đi nè. Mình sẽ bắt đầu bỏ gia vị vào đây nha cả nhà. Đây là cái nước trái lê. Đây là hai trái lê nha, mình nhắc lại cái công thức nè. Hai trái lê, hai trái kiwi, khoảng một củ tỏi lớn là khoảng chừng 8 đến 10 tép tỏi đó. Rồi một củ hành tây. Rồi một chai nước táo nhỏ đó. Rồi là khoảng 2 cup, 1 cup rưỡi gì đó nước táo nhỏ nha. Để mình xay cho nó có nước. Rồi bắt đầu rồi với lại cộng hành, hành lá một bó thì mình lấy cái cộng hành mình xay vào, còn cái lá mình để mình bỏ sau. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ gia vị nha. Rồi bây giờ trước tiên là mình sẽ cho nước tương. Đây mình sẽ cho vào đây 2 cup nước tương nha. Nước tương thì mình có thể sử dụng bất cứ kỳ loại nào mình thích. Nước tương soy sauce đó.
Đây một cắp. Rồi đây là hai cắp nước tương nha. Rồi hạt nêm. Mình sẽ cho một muỗng canh vung hạt nêm. Đường. Mình sẽ cho một muỗng canh vung đường thôi. Biết là cái món này nó phải hơi ngọt ngọt, nhưng mà tại vì mấy cái trái cây nó cũng đã ngọt lắm rồi. Còn nếu ai mà có thích nữa thì mình cho thêm, mình cho một muỗng canh đường. Muối. Mình cho nửa muỗng canh muối. 2 phần 3 đi, hơn nửa muỗng canh muối vung với 2 phần 3 canh muối. Rồi dầu mè thì mình sẽ cho 1 phần 2 cup dầu mè, nửa cup dầu mè. Rồi mình sẽ cho vào đây nửa cup dầu mè nha. Rồi cái mè mà mình mua về mình rang, hoặc mình mua rang sẵn cũng được nè. Mình sẽ cho vào khoảng 1/4 cup mè, hoặc là 2 muỗng canh cup mè. Rồi mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên. Mình sẽ trộn đều nha. Nếu mà ai thích ăn tương ớt thì cho tương ớt vào, nhiều ít tùy theo. Mình chắc mình cho vào chừng một muỗng canh thôi, không tránh cho mùi cho nhiều quá sợ cay. Và mình sẽ cho vào một muỗng canh nha, tương ớt. Mình quậy cho tan đều hết cái hỗn hợp này lại. Cuối cùng mình sẽ bỏ vào một ít tiêu với lại cái hành lá mình đã sắt sẵn nè. Mình cho hết vào đây. Như vậy là mình có cái nước ướp thịt rồi đó. Quậy hết cho tan. Rồi mình nêm nếm lại thử coi nó vừa chưa. Nếu mà chưa vừa lắm thôi mình tùy theo khẩu vị của mọi người có thể thêm bớt chút xíu. Còn là ai có thích nước mắm thì cũng có thể cho thêm một muỗng canh nước mắm, cho nó có vị Việt Nam chút xíu. Việt Hàn hỗn hợp. Thử coi. Nếu mà ai thích ngọt là phải cho thêm tí xíu đường nha, tại cái này nó không có được ngọt lắm. Ai không thích ngọt thì như vậy là vừa. Mà nếu mà thích ngọt thì phải cho thêm 1/2 cup, ở 2 muỗng, khoảng 2 muỗng canh một canh nữa. Rồi cho vào ít tiêu là bắt đầu mình sẽ đi ướp được rồi. Ồ, mình quên, sorry, cái đường đó là mình phải cho một cup đường chứ không phải là nửa cup nha, một cup đường luôn. Tại vì mình nấu làm cho cái lượng 10 pound lận. Cái này nó phải hơi ngọt ngọt tí xíu nó mới ngon. Rồi bây giờ hỗn hợp đã được trộn đều rồi. Bây giờ mình sẽ xếp thịt. Mình có mua hai cái hộp đó, mình sẽ xếp thịt vô đó rồi mình từng lớp, rồi mình cho múc cái nước mình chan lên, mình ướp qua đêm nha. Cái thịt sườn bò này ngon nhất là phải cho qua đêm trong tủ lạnh, tủ mát thì ngày mai nướng mới ngon. Còn nếu mình gấp lắm thì cũng phải 4 tiếng, 5 tiếng, chứ còn mà nướng sớm quá, ướp sớm quá 2 tiếng, 1 tiếng là nó không thể nào thấm được hết á. Rồi mình sẽ bỏ thịt vào trong cái hộp này. Mình sẽ sử dụng hai cái hộp hôm nay. Bỏ thịt từng lớp vào chan lên cho nó thấm. Rồi mình sẽ đậy kín lại, mình bỏ vào trong tủ mát nha. Rồi như vậy là mình đã bỏ thịt và mình cho cái nước sốt vào được một cái thùng này và nửa thùng này. Hai cái thùng này là có thể chứa được 15 pound lận mà mình có 10 pound thôi. Thì cái phần nước này nó cũng có thể ướp cho 15 pound luôn. Mình còn lại một ít nước tại vì hôm nay mình có 5 pound đùi gà đó, mình sẽ ướp cái nước gia vị còn lại mình chừa để sẽ ướp cái đùi gà vào nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín cái này rồi mình cho vào ngăn mát nha. Cái màu đẹp ghê chưa, ra cái màu đẹp ghê chưa. Ngày mai mình sẽ nướng nướng lên sẽ rất là hấp dẫn.
Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào ngăn mát và để qua đêm nha. Ngày mai mình sẽ tiến hành nướng và mình quay lại cho cả nhà coi. Rồi đây là cái thịt bò mình ướp qua đêm nè. Bây giờ rất là thấm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi nướng. Trước khi nướng mình cho vào đây khoảng 1 tới 2 muỗng canh dầu ăn để cho cái miếng thịt mình nướng ra nó được được mướt á, nó nhìn nó bóng mướt, nó không có bị khô á. Rồi mình trộn đều lên rồi bắt đầu mình đem đi nướng nha. Rồi, anh lấy đi nướng rồi bắt đầu nó đổ cái dầu xuống tới dưới làm tiếp. Rồi mình ướp. Ủa mình on bếp rồi, bây giờ mình sẽ bỏ lên cái mấy cái vị mình nướng. Anh xếp nó là đều đều để cho nó được nhiều anh. Bà xếp đi cho quay nè. Con gì xấu quá. Thấy người đẹp lên. Mày đó. Sẽ bỏ ra cái vỉ này mình nướng, mình phải canh mình trở mặt tại vì cái thịt này nó có ngọt nhiều nên nó dễ bị cháy. Thịt to vậy ha. Behind me. Đó mình sẽ nướng trước hai tray nha, tại vì cái bếp nó dơ mình phải sử dụng cái tray này để cho nó sạch sẽ. Mình canh mình trở mặt á, mình coi nó chín mình trở mặt. Cho nó hơi cháy cháy thì nó mới thơm. Chưa đâu. Chưa rồi. Chưa rồi. Rồi khi nào trở mặt thì mình sẽ quay lại nha. Rồi. Đây mình đang tiếp tục nướng. Và đây là cái tray thịt mình đã nướng chín rồi nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Mình có thể đem ra để ăn tiệc được rồi. Rồi mình sẽ mang ra ngoài kia để ăn thử nha. Rồi mình đã dọn ra. Bữa nay tiệc của mình là có barbecue, bò đại hàng, cánh gà nước mắm, salad, đậu hũ non, chem chép, xào bơ tỏi. Ngon ngon, I like it. Và bánh bột lọc lá. Rồi mời cả nhà lên thử và thưởng thức nha. Ok. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà thành công và có những bữa ăn ngon. Bye bye.